trạm bơm Cẩm Vân 1 ở huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa có công suất tưới cho hàng trăm hecta lúa, được đầu tư kinh phí gần 3 tỷ đồng, nhưng đã và đang bỏ hoang nhiều năm nay khiến người dân bức xúc. Trạm bơm Cẩm Vân 1 nằm bên bờ hữu sông Mã do xí nghiệp thủy nông Cẩm Thủy thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Chu quản lý, phục vụ việc tưới tiêu cho hàng trăm hecta lúa. Theo đại diện Ủy ban nhân dân xã Cẩm Vân cho biết, cơn vị trí trạm bơm Cẩm Vân 1 hiện đang bỏ hoang cách đây hơn 10 năm. Nhà nước cũng đã đầu tư xây dựng một trạm bơm hai cấp với ba máy bơm có tổng công suất 1.000 mét khối trên một giây, cơ bản đáp ứng tưới tiêu cho diện tích trồng lúa của xã Cẩm Vân. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì mà sau đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa lại đầu tư kinh phí xây dựng trạm bơm Cẩm Vân 1 khá hiện đại, hoạt động được một thời gian ngắn rồi bỏ hoang nhiều năm nay.